Lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tụt lên cho em một clip gồm 15.000 câu nha anh em. 15.000 câu này, 15.000 câu hay chi hàng chia cho em đánh tôm, đánh cháp, đánh thanh. Phần bên đây trở về là phần hàng hai da nha anh em, hàng sống ít toàn toàn cây. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên á thì em nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Điểm lên cái thứ nhất của 15 khảo. Đây anh em, cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây hàng của Alpha Taco nha anh em, hàng chất liệu và chất liệu carbon, fan fuji nha, fan fuji. Đây hàng nó sắn đây anh em, đó. Dạng này dạng carbon sắn chìm nha anh em, đó. Hàng Alpha Taco thương hiệu nội địa Nhật. Cây này dài 1m95, cứng 25, hai khúc nha anh em, bát tầm bát fuji sát nha. Kẹp bát thu xì sát dây bên, hàng rất ok nha anh em. Cây này thì chỉ cho anh em câu trên bè, trên ghe, đánh hành đánh cháp thôi, đánh hành đánh cháp câu tôm, câu cá mè, hàng Alpha Taco rất là đẹp nha anh em, ngoại hình khá ok á, dạng khoen ngầu luôn á. Cây này dài 1m95, nặng 120g, đọt 1 ly 3, cứng 25, giá 700k nha anh em. Đó, cây số 1 giá 700k, giá này chưa bao gồm phí ship nha, ship cần đối với bên em là tầm khoảng 35k nha anh em, bù bù môi trề nha anh em, bù môi trề lỗi ship nữa nha. Rồi, cây thứ nhất giá 700k nha anh em, anh pha tắt cột rất đẹp. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 thì như anh em đã thấy, cây này là cây Shimano. Ngoại hình nó còn rất là ok anh em, cây này em đánh giá tầm khoảng 90-95% nha, còn rất là đẹp, hàng nguyên sinh nha, không lỗi gì hết. Fan là fan Pussy anh em, fan Pussy, fan Pussy thì bass sẽ Pussy luôn, bass Pussy cho bên nha. Cây này cây Shimano, cứng 15, dài 1m8, hàng sản xuất tại Korea, xuất nội địa Nhật, có mã code đầy đủ nha anh em. Đó, tem sức đầy đủ nha, ngoại hình rất là ok nha anh em, xước sát ít thôi, keo chỉ gì rất còn mới nha anh em. Cây này dài 1m8, nặng 100g, rất là nhẹ, đọt 1 ly, cứng 15, gấp vô cho anh em xem, cực kỳ ngầu nha anh em, đẹp nữa. Cứng 15 nha anh em, cứng tầm 15 anh em, đánh cái là nó sẽ ôm nguyên cây cặn luôn theo hình chữ C. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Rồi cây Shimano cây số 2 giá vẫn là 700k nha anh em, bát Pussy bát kẹp. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần của nội địa Nhật nha anh em, hàng carbon. Cây này thì nó sắn toàn thân rồi, khỏi bàn, đọt là vẫn đọt thấp nha nè, đọt thấp. Đây nó sắn thế này đây, sắn chìm nha nè, dạng dạng sắn chìm á, rất là đẹp nha. Đi ngoài nắng câu là rất là đẹp luôn. Cây này nội địa Nhật nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn á. Đây, gốc nó được quấn chỉ lên cực kỳ kỹ xảo nha. Đó, được men nghệ nhân Nhật, men thợ Nhật quán, bát là bát da bên bát hết FS6. Cây này dài 2m1, 2m1, nặng 110g, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 10 nha anh em, độ cứng tầm 10, test độ cứng cho anh em luôn. Để gắn vào cho anh em xem, cây này anh em đánh hành cháp, hành cái cháp, cục tôm, câu hanh rất là ok anh em. Đó, mấy cây này lọt siêu nhạy rồi đó, anh em mà ở miền Tây thì anh em có thể đánh cá mè, đánh cá mè, đánh chép rất là ok. Rồi giá công khai cây này giá là 700k nha anh em, ngoại hình nó tầm khoảng 93-90% nha anh em, độ xước rất là ít. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần của
của ai đâu rồi, cái cần của ai không biết luôn, nhưng em đảm bảo với anh em 100% cây này em lấy thị trường nội địa Nhật nha anh em. Đó, cây này dài 1m8, cứng mừng, cứng tầm mừng thôi nha anh em. Đó, đọt ở đây. Đó, ngoại hình thì khá ok, ngoại hình theo đánh giá tầm khoảng 90% nha anh em. Độ xước nó rất là ít, hàng carbon sắn nè, nó anh em có thể thấy sắn. Sẵn là như con gắn. Cán là cán gỗ nha nè. Cây này dài 1m8, nặng 100g, đọt 1, đọt 0.9 ly. Giá là 700k nha nè. Đó, cứng mực. Rất là đẹp nha nè. Test cho anh em luôn. Đó. Đánh cái này là bao phê nha anh em. Phen là phen full xứ dở quang nha anh em. 1 phen, 2 phen, 3 phen. Vậy trên đây là phen thường nha anh em. Đó, phen full xi thường. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần nó sắn như con rắn luôn. Đó, cây số 5 là cây cần Olympic nha mọi người. Đó, cần Olympic. Cây này có hai đọt nha anh em. Hai đọt đây. Bát là bát full xi, phen là phen full xi, nó sắn thế này đây. Cây này dài 2m1, hai đọt. Anh em coi trên camera thì nó thấy nó sắn thế này, mà ở ngoài thì nó sắn hơn anh em. Ở ngoài chạm tay vô là cộm tay á. Ngoại hình thì có xước sát nha anh em. Đó. Cây này thì có một phen em đi keo lại, phen này đây anh em. Đó, em không nói anh em chắc anh em cũng không biết đâu. Đó, đây chỉ nó màu đỏ này, em đi là màu cam nha anh em. Do keo bị bong chóc á thì em đi keo lại thôi. Đó, cây nào đi keo lại nó đi keo lại. Càng rất là đẹp nha anh em. Cây này thì dài 2m1, nặng 150g. Thì có hai đọt, một đọt cứng 15-20, một đọt cứng 20-30. Đọt 15-20 là 1 ly 2, đọt 20-30 là đọt 1 ly 6 nha nè. Đó. Cây này thì em ưng cái là chỗ khớp nối á, nó làm cái độ chụp vô rất là ok nha em. Anh em chọc vô cái là vô luôn. Đó, rất là ok nha em, rất là chắc luôn á, đẹp cực kỳ. Bát là bát Fuji, hàng Olympic là địa Nhật nha em. Rồi, giá công khai cây số 5 giá 750k nha anh em. Đó, dài 2m1 cũng khá đẹp á. Rồi, tiếp theo qua bên đây là qua một số hàng của hàng nội địa 100% với anh em luôn. Tiếp theo sẽ là cây FZ, chữ Nhật này em đọc không được. Cây này đọt số 2, dài 2m1. Thì cây này ngoại hình nó theo em đánh giá tầm khoảng 95% nha nè. Đó, phần này người ta đi chỉ lên rất là đẹp nha nè. Tem là tem nội địa Nhật. Đó, hàng carbon thì carbon sẵn nè anh em có thể thấy. Đây, đi chỉ đây cực kỳ đẹp nha anh em. Cán là cán máy chèo. Nó cột cái cổng dây cho anh em, cột bảo hiểm luôn. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji nha anh em. Đây, đóng chữ Fuji trong đây đây. Cây này dài 2m1, đọt số 2, hàng carbon sắn chìm, đọt thấp. Ngoại hình trên chính tầm khoảng 90-95% nha anh em. Cây này được mấy anh Nhật Sơn định vị luôn nha anh em. Định vị luôn. Đây nè, hàng khá đẹp nha. 2m1. Cây này 2m1, nặng 150g, đọt 0.7 ly, cứng tầm 15 nha anh em. 2m1 cứng tầm 15 thì đánh bao phê rồi. Đó, anh em câu trên bè, trên ghe, săn hanh, cháp thì đánh cây này bao phê rồi. Anh em miền Tây muốn đánh cá tra cảm giác thì lấy mấy cây này đánh, cực kỳ cảm giác luôn. Hàng gấp là mới nha anh em. Câu tôm cũng ngon luôn, bao trùm. Đọt thấp, buôn nguyên zin nha anh em, cây mấy cây này là nguyên zin hết.
Rồi giá công khai là 750k nha anh em, cây số 6 750k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây hàng thương hiệu nội địa Nhật nha anh em. Cây số 7 là một cây cần của Nissin. Hàng chất liệu carbon nha anh em. Hàng carbon, hàng Nissin. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Họa tiết nè anh em. Cán nó làm sọc giống như cây trúc vậy, cho mình dễ cầm. 21 nha anh em. Fan bát Fuji nha anh em. Càng còn khá là đẹp á. Ngoại hình thì có xước xác một ít thôi, giống như chỗ này đây. Anh em có thể thấy nó xước xác ít thôi, không thể tránh được đây. Nhưng mà được cái là cây này là cây nội địa, cực kỳ chắc luôn, cầm lên tay đã lắm. Cây này dài 2m1, nặng 130g, đọt 1 ly 5, cứng 20 nha anh em, đọt 1 ly 5 cứng 20. Cây này em bán, có một cây em bán về cho anh em ở An Giang đánh cá tra, đánh cá tra mà dạng đánh cảm giác á, rất là phê. Anh em thấy nó cong không? Đó, nguyên dạng khoan nó sẽ ôm thêm cái cằn luôn. Dạng khoan cực kỳ ngầu nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 7 giá 800k nha mọi người. Đó. Nhìn dạng khoan là ngầu rồi. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây hàng đẳng cấp, hàng của NFT nha anh em, hàng nội địa Nhật nha. Đó. Cây này dài 2m1, đây được cái cán nó mới Nhật, quấn chỉ cực kỳ đẹp, rất là ưng cái cán luôn. Đó. Cực kỳ đẹp nha anh em. Cái này giống như cái này là cọng nhựa, giống cọng nhựa vậy đó. Em không biết, chả biết cái này cái gì nữa, mà họ quấn cực kỳ đẹp luôn. Cái này NFT chuẩn nội địa 100% rồi anh em. Cây này thì nó sẽ sắn chìm nha anh em. Đó, anh em có thể thấy nó sắn. Cây này bát là bát Fuji. Bát Fuji, fan Fuji luôn. Hàng sắn nha. Đó. Sắn đi khỏi bàn rồi. Đọt thì đọt đặc, đọt thấp, đọt ngọn sợi chỉ tinh. Khúc nói đây. Cây này dài 2m1, nặng 120g, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 10-15 nha anh em, giá là 900k. Anh em mấy cây này thì ngoại hình nó tầm khoảng 95% rồi, 93-95%, rất là đẹp nha. Đây, test đọt cho anh em xem. Đó, đọt này mà vũ con cá một cái là bao phê. Rất là êm nha anh em, đọt khá mạnh đó. Đây, đè luôn nè, đè nó sẽ cong mình chữ C luôn. Cái này thật vô trong nha anh em. Cực kỳ đẹp, ưng cái cán hết sức. Rồi, giá công khai cây số 8 giá 900k nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây của NFT, hàng carbon sắn hai da. Như em đã nói thì những clip về sau đây là hàng carbon hai da hết nha anh em. Đây. Sẽ cắn sắn như con gắn luôn. Đọt nguyên zin luôn nha anh em. Fan là fan Fuji xích, không, fan Fuji thôi nha anh em, fan Fuji. Đá xám nha anh em, đá xám. Ngoại hình cái này nó gần tầm khoảng 90-95% nha anh em, rất là đẹp. Cây này độ cứng là độ cứng 8, dài 1m8, fan bát Fuji. Nặng là 90g, rất là nhẹ nha anh em. Đọt 0.8 ly, đọt cứng 8. Mấy hàng này NFT nội địa Nhật này thì nó sắn thế này thì anh em khỏi bàn. Rất đẹp. Cá đọt nó làm sắn luôn anh em. Nhấn vô test đọt cứng cho anh em xem.
cây này thì anh em đánh rất là ok, cho nên săn hanh cháp câu tôm câu mè, đánh cảm giác thôi. Đó, này FT nha anh em. Rồi đẹp. Rồi, giá cây số 9, giá 900k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Một cây hàng thương hiệu của Daiwa nha anh em. Cây này cây Daiwa nha anh em, cây Daiwa. Cây này dài 2,4 m. Daiwa. Cây này được sản xuất tại Taiwan nha anh em, Taiwan. Mã code đầy đủ nha anh em, cây này xuất nội địa Nhật nha. Đây phen nữa đây, dạng phen mà lỗi xít đó, rất là bóng nha anh em. Hàng thì cái này ngoại hình còn khá ok. Xoay góc cho anh em xem. Bắt là bắt Pussy Japan 2,4 m. Phen nó đây nè, phen nó đây bóng nha. Chuyển qua đây đi cho dễ coi ha. Đó, siêu bóng luôn nha nè, cực kỳ ngầu và phen luôn. Đó thấy không, khỏi chê vào đâu được. Cái này thì dài 2,4 m, nặng 130 g, đọt 1 ly 2, độ cứng tầm khoảng 15-20 nha anh em. Giá 900k. Gáp vô cho anh em xem luôn. Anh em đánh bè, đánh bến cảng, tàu thuyền, nay mấy cái này đánh ok. Đây. Khi nó lên cá nó sẽ cong hình chữ C nè, nó cong gần tới khúc nối này anh em, thấy không? Đó, dám đè, dám test cho anh em luôn á. Nè, vũ thế này nè, đó, đánh cá bao cảm giác luôn. Rất là phê anh em. Ngoại hình thì cá ok, vẫn có xuất sắc một chỗ nha anh em, một số chỗ nha. Khoen thì bóng khỏi bàn này. Rồi, giá công khai cây số 10, giá 900k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 thì cây này thì khỏi phải bàn. Cây số 11 là một cây cần của Carbon Wicker, hàng nội địa Nhật nha anh em. Cây này của Daiwa. Hàng Daiwa Carbon Wicker. Cây này thì bát nó là bát titanium nha anh em. Đó. Bát titanium nha. Bát cực kỳ ngầu cái bát. Cây này thì cây dài 1,8 m nha anh em. Dài 1,8 m đến cực kỳ. Cây này dài 2,1 m à. Cây này dài 2,1 m nha anh em. Cây này dài 2,1 m. Đó. Này, phôi ở đây, phôi ở trong là sáng ít nha anh em. Cây này đợt trước em cũng có một cây rồi, mới hơn một tí. Đó. Hai đọt nha anh em, hai đọt nguyên zin luôn. Cái này thì nó ngoại hình nó xuất sắc nha anh em, ngoại hình nó có xuất sắc. Phen là phen Fuji, bát là bát titanium, bát là cao á, cực kỳ ngầu. Hàng carbon wicker, hàng carbon wicker là hàng sẵn hai da nha anh em. Phần đọt nó sẽ sơn lại anh em không có thể thấy đâu. Cây này dài 2,1 m, nặng 100 g, 110 g. Đọt 0.7 ly thì cứng 10, cứng 5 m, đọt 0.9 ly thì cứng 10 15 nha anh em. À, để gắn đọt vô test cho anh em xem. Bao phê nha anh em. Mấy đọt mấy cái này thì đánh bao phê, bao cảm giác luôn. Rồi. Giá công khai là 1,2 triệu anh em. Cây này nguyên zin nha, từ A đến Z luôn, không bể nứt nẻ gì hết. Cây nào đi keo là nó đi keo, cây nào không đi keo lại thì không nói nha anh em. Nguyên zin thì em để nguyên zin.
Đó. Rồi, giá công khai cây số số mấy ta? Số 11 giá 1 triệu 1 triệu 2 anh em. Đó, cây số 11 giá 1,2 triệu. Hàng khá đẹp anh em. Phen nè, phen cực kỳ ngầu luôn. Ngầu như trái bầu. Em vào xích đây. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12 là một cây hàng hệ nha anh em, hàng hệ. Hàng kê qua, đai qua, kê qua. Kê qua carbon, hàng Viking. Hàng này được làm bằng áo chống đạn nha anh em. Đó. Hàng xăng ít nha anh em, xăng ít nha. Kê qua. Ngoại hình nó còn khá ok anh em, ngoại hình cực kỳ ok luôn. Bát là bát Fuji. Đó, bát Fuji. Ngoại hình nó rất là ok nha anh em. Đọt là đọt tháp nha, đọt tháp. Hàng đẳng cấp thì soi cho anh em kỹ một tí. Cây này cây qua carbon. Cứng 20, dài 2m1, thu gọn là 109cm, nặng 160g, đọt 2 ly mốt. Đó, dẫn vô cho anh em xem. Dòng phen nè, đó, dòng phen nó chịu nguyên cây cằn á, nhìn rất là ngầu nha anh em. Đó, chịu cái phần đọt nè, lấy nét cho anh em xem. Đó, để xuống nè. Cực kỳ ngầu nha. Hàng đai qua Viking carbon cây qua này thì khỏi phải bàn rồi. Chất lượng thì không cần phải nói nha anh em. Cây này cứng 20, thích hợp cho anh em câu tra thôi, câu tra trên bè ghe. Anh em có thể săn cháp mấy con cháp hàng khủng á, lấy mấy cây này đánh. Cực kỳ ok nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây này là giá công khai 1,4 triệu nha anh em. Cây số 12, 1,4 triệu. Tiếp theo sẽ là một cây hàng hệ tiếp theo. Đó, đây là một cây Daiwa Viking. Cây này hai đọt nha anh em, hai đọt. Hàng sắn hay da. Sắn thế này không cần phải bàn đâu nữa đó. Soi gần cho anh em xem luôn. Đó. Này qua carbon Viking. Cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, hai đọt. Một đọt 10-15, một đọt 5-10, một đọt 10-15 nha anh em. Đó. Bát là bát Fuji. Japan nha anh em, bát Fuji Japan. Phen là phen Fuji luôn nha anh em. Cực kỳ ngầu bộ phen nha. Đó. Những cây Hachi á, bộ phen nó làm rất là dày để cho nó chịu tải nguyên cái cặn á. Bấm anh em lên cảm giác. Hàng sẵn hai da carbon, ngoại hình còn khá ok nha anh em. Cây này dài 1m8, nặng 100g, đọt 1 ly thì độ cứng tầm khoảng 5-10, đọt 1 ly 2 độ cứng tầm khoảng 10-15 nha anh em. Đây gắp vào cho anh em tham khảo. Rất là ok nha anh em. Cần nó còn độ bót rất là cao nha anh em. Cần ít qua sử dụng á. Cực kỳ ok nha anh em. Đây, test độ cong cho anh em luôn. Mấy cây này thì anh em đem ra nắng đánh thì bao trùm này, bao đẹp. Rồi, giá công khai là 1,2 triệu nha anh em. Cây số 13. Tiếp theo sẽ là cây số 14. Cây số 14 là hàng đai qua. Đó, hàng đai qua, hàng hệ, hàng hai da nha anh em. Đây. Bát là bát Fuji FS6, phen là phen Fuji. Cây này độ mới em đảm bảo với anh em là trên 95%. Đó. Cây này mà xấu thì anh em
bẻ luôn, khỏi nói gì nhiều. Ngoại hình rất là đẹp nha. Cái này được sản xuất tại Taiwan anh em, Taiwan xuất thị trường nội địa Nhật nha. Đó, hàng còn rất là đẹp nha anh em. Cái này thì độ cứng có 5 thôi, 5 dài 2x1, nặng là 100g, 110g, đọt 0.7 ly, độ cứng 5. Cây này được cái là trang bị bộ phen là bộ phen bự nha anh em, to tí, chân cao á, phen to. Cây này anh em có thể cầm đi lô mực nè, đánh UL cũng ok, đánh cháp, đánh thanh cũng rất là ok nha. Đó, test độ cồng cho nó luôn. Đó, bộ phen này anh em, phen cực kỳ to nha. Bộ phen này anh em có thể câu lô, lô mực cũng ok, lô mực, lô UL, đánh cảm giác, câu hanh cháp đều được hết. Đó, một cây nhiều, một cây mà anh em câu có thể câu nhiều thể loại nha. Rồi, giá công khai cây số 14, giá 1,2 triệu nha anh em, cây số 14 giá 1,2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng nha anh em, cây cuối cùng, cây cuối cùng là một cây Daiwa Viking. Đó, hàng hai da. Cây này cứng mờn dài 2m1, thì đọt sẽ là 0.9 ly, độ cứng sẽ 8-15. Cây này nặng 130g, hàng nguyên đọt, nguyên hộp nha anh em. Cây số 15, hàng nguyên hộp luôn, nguyên hộp túi luôn. Đây, em soi ngoại hình cho anh em xem. Bát là bát Fuji nha anh em. Đó, hàng đây qua, cực kỳ đẹp nha. Đọt vẫn là đọt tháp nha anh em. Đó, phen là phen Fuji. Hàng sản xuất tại Taiwan nha anh em, tem xuất nội địa Nhật đầy đủ. Mấy cái góc cái này thì hàng này xem như là không có vết xước luôn á, rất là đẹp. Cầm vô đã tay luôn á. Đây, test độ cầm như thế này. Đó, cứng mờ thì anh em có thể đánh cháp, đánh thanh rất là ok, cột tôm. Đó, câu cá đù á cũng được, rất là đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cây luôn, giá công khai là 1,2 triệu nha anh em, cây số 15, 1,2 triệu. Đó, tổng cộng là 15 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng có thể chốt để số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.